Rồi chúng ta kiểm tra kích thước đối tượng này và probability này và tab detail theo này, thì đây nó đã báo là 568 600 thì mình phải vẽ cái plan kích thước 600 trước, 568 sau. Là kích thước đối tượng này như thế này. Rồi mình cầm đối tượng mình kéo vào bài. Nhớ kéo vào đúng ở đây nhá, đừng kéo ra đây. Đấy là chúng ta có cái hình giống trong mẫu rồi. Ở đây chúng ta học thêm một cái lệnh tiếp theo, đó là lệnh finish làm mềm với đối tượng này ra. Ví dụ mình sẽ vẽ một đường line tự do. Các ba này. Sau đó mình đưa cái dạng này về dạng modify, chọn đối tượng. Đưa các cái điểm này về dạng corner, dạng cứng. Sau đó chúng ta chọn là các độ điểm. Chúng ta có thể finish một điểm hoặc là nhiều điểm một lúc cũng được. Kéo xuống bên dưới. Có chức năng là finish. Finish thì làm cho đối tượng ra được tròn hơn, các bạn. Chọn hai điểm này đúng không? Bấm vào finish. Có thể chúng ta làm tự do như thế này. Được chưa ạ? Hoặc là từ gã cancel cần z lại. Cái độ số 1 này mình copy ra đối tượng bên cạnh, nhìn trên ra bên ngoài thì nó dễ nhìn. Thì chúng ta có nhiều kiểu finish. Chúng ta cấp độ số 1, có thể chúng ta gõ thông số ở đây cũng được. Chúng ta dò đối tượng này bao nhiêu, chúng ta kéo ở bảng bên này này. Chúng ta có thể cần z lại và chúng ta nhập thông số nào, ví dụ chúng ta finish với thông số 17, enter. Thì trong lệnh finish này chúng ta sẽ vẽ thêm một cái lệnh tăng nữa, rõ ràng nhất về finish. Lệnh tăng này sẽ không có các độ số 1, số 2, số 3 đâu, mà chúng ta phải convert fpline finish. Ví dụ mình chọn hai cạnh, bấm xuống dưới tìm cái lệnh finish, gõ thông số chẳng hạn, ở đây mình gõ là 200. Cần z 200 hơi cao thì gõ khoảng 50 thôi. Đó, mà chúng ta sẽ được đối tượng. Chúng ta làm một điểm cũng được. 10. Đối tượng tiếp theo là bằng 10. Cạnh lệnh finish sẽ có một lệnh chamfer. Chamfer thì là làm chấm vét. Chúng ta cũng có thể kéo tự do một điểm hoặc nhiều điểm. Các đối tượng của chúng ta đang được hàn với nhau thì chúng ta có lệnh break. Chúng ta sẽ có lệnh break là lệnh phá vỡ liên kết. Các đối tượng bây giờ nếu chúng ta kích chuột nhá, bạn cầm bạn kéo thì nó vẫn chạy. Nếu chúng ta dùng chức năng break là phá vỡ liên kết, bạn chọn đối tượng này này, bạn cầm bạn kéo là sẽ được hai đoạn thẳng. Bạn chọn vào đây, bạn break, bạn cầm cái điểm này này, thì chúng ta sẽ có nhiều đoạn thẳng đúng không ạ? Chúng ta vừa phá vỡ ra thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ muốn hàn nó lại đúng không ạ? Thì hàn thì nó sẽ có chức năng như sau. Đây chúng ta phá vỡ trước, break. Cầm con chuột vào đây năn này, đây break này. Thì bạn muốn hàn ở đây thì bạn phải biết khoảng cách đúng không ạ? Biết chính xác từ đây bao nhiêu thì nó mới hàn được đúng không? Riêng nó hàn lại là phải có khoảng cách. Hàn ở đây nó chỉ cho hàn hai điểm một thôi. Thì nó có thông số tiếp theo, đó là thông số well. Well là hàn. Hàn thì chúng ta phải biết được khoảng cách từ đây là bao nhiêu. Chúng ta bấm G lên, xem cái lưới đây là lưới 10. Ở đây mình gần gần khoảng cái, bạn muốn hàn được thì nhập ít nhất là 10. Ví dụ chúng ta nhập bằng 1 thì không hàn được đâu. 1, enter, không hàn được. Nhưng mà nhập 20 chắc chắn enter là chắc chắn là dính. 20 cũng không được ạ. 60. À quên, phải bấm nút gel nhé. Chúng ta bấm 1.
Xong là bấm well ấy, nó không hàn đâu, mà bấm 10. Bấm well nó mới hàn. Sẽ bật bắt điểm 2 chấm lên. Và đây mình sẽ bật bắt điểm lưới lên nữa. Ở đây chúng ta sẽ có một lệnh grid line, grid là tạo một đường line. Chúng ta ở trong một cái đường line, một cái rectangle này chúng ta có thể tạo thêm một cái rectangle khác bằng cái lệnh grid line này. Tạo thêm bất kể một cái gì đó thay cho lệnh attack ấy. Grid line là tạo một đường line. Tiếp theo trong lệnh ở cấp độ số 1 này này, chúng ta sẽ có chức năng là vừa nãy là có lệnh well rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta còn có một lệnh nữa là lệnh full. Lệnh full này sẽ giúp chúng ta không cần biết hai cái điểm này cách nhau bao nhiêu, chúng ta chỉ cần bấm full lập tức nó đưa lại hai đối tượng lại gần nhau. Không cần biết khoảng cách hai đối tượng này là bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần chọn hai cái điểm, bấm nút full này, lập tức nó đưa hai cái điểm lại gần nhau. Nó sẽ lấy trung điểm của hai cái điểm này nó đưa gần lại. Nó không cần biết là bao nhiêu, nó sẽ đưa gần lại với nhau. Sau đó chúng ta mới bấm well. Còn nếu mà full không bấm well, nó chỉ lại gần nhau thôi. Như kiểu chúng ta đặt tay vào với nhau thôi chứ không hàn lại. Bạn cầm hai cái điểm này, kích chuột này cầm là kéo ra vẫn rời ra. Nhưng nếu mà full xong bấm well lại thì nó sẽ hàn. Khi một đối tượng mà bị hở, chúng ta dùng lệnh exclude nó sẽ không liền khối. Đối tượng này đang hở đúng không? Nhìn bình thường thì thấy nó không hở đâu, nhưng mà zoom lớn lên thấy nó hở đây này. Giờ chúng ta dùng lệnh exclude thì chỉ có hai đối tượng này được đẩy khối lên thôi, còn cái đối tượng này sẽ không được đẩy khối. Nó sẽ biến mất, mình cảm giác biến mất nhưng thực tế nó không biến mất đâu. Modify, bấm lệnh ex, lệnh exclude. Vừa nãy chúng ta học đấy, thì bạn thấy ấy, là đối tượng hai đối tượng này thì nó lên khối đàng hoàng, còn đối tượng này thì nó không lên đâu. Đối tượng ta bị rỗng này, nó bị thủng vì đối tượng đây nó không khép kín nên là nó thủng. Cái lệnh exclude là cái lệnh nó biến cái đối tượng nó từ một đường thành một mặt phẳng nếu mà nó liền, còn nếu không nó hở nó chỉ thành là một cái đối tượng rất là mỏng. Để mà hàn lại đối tượng thì chúng ta sẽ bấm chuột lại trở lại đây này, vào cái điểm vortex này, chọn lại cái điểm này xong rồi bấm nút full có nghĩa là tự động nó đưa gần đến, sau đó bấm well thì tự động nó hàn lại. Mình tắt cái lệnh này đi ấy, thì đối tượng ra được tạo thành khối rồi, có nghĩa là đường khép kín. Đó. Chính vì thế khi chúng ta vẽ một cái đường line như thế này, nó hỏi mình có muốn tạo thành một đường khép kín hay không. Nếu bấm no nó không khép kín, nhưng mà nếu mà chúng ta vẽ một cái đường line như thế này, bấm close, đồng ý. Hai đối tượng này cùng tác động một lệnh modify cùng lệnh ex cùng lệnh exclude thì hai đối tượng này khác nhau. Đối tượng này bị hở và đối tượng này đặt. Chúng ta sẽ vẽ một cái cycle tương đối vào đối tượng như này. Sau đó nếu mình muốn cắt cái đối tượng này ra, mình vẽ thêm một đường line. Ví dụ đi qua đây. Nếu bình thường chúng ta sẽ không trim được đâu. Dù mình cần chọn đối tượng này không trim được. Lệnh trim nó nằm ở cấp độ số 3. Lệnh chim nó tắt này, chúng ta phải attack hai đối tượng là có nghĩa là nó thành một khối đã. Đó, hai đối tượng này phải cùng là một đối tượng đã. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh chim để chúng ta cắt. Lệnh chim là dạy lệnh cắt những cái đường giao nhau ở cấp độ số 3 này. Khi mà chúng ta chọn bất kỳ một cái cấp độ nào đó mà cái đối tượng nào nó không sáng lên, chứng tỏ nó không dùng được, nó phải dùng ở trong một trong ba cái cấp độ. Là lệnh chim nó không sáng ở cấp độ số 1, cũng không sáng ở cấp độ số 2,
mà chỉ ở cấp độ số 3 nó chim được. Đây chúng ta chim. Chim chúng ta bấm chim thôi, nó sẽ cắt. Cái đường cắt nhau nó tự sẽ cắt. Ở đây chỉ sẽ cần cho Z lại. Cái điểm này nó chỉ nằm gần nhau thôi. Bạn cầm bạn kéo này. Nó không được hàn với nhau. Muốn hàn bốn cái điểm này thì quét bốn cái điểm này. Và chúng ta sẽ gõ một cái thông số well phù hợp. Các bạn đừng gõ quá to. Ví dụ ở đây là lưới 10, mình nhập khoảng là 60 xe thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ khác đấy nhá. Đôi khi 60 thì nó sẽ, giả dụ mình cầm cái điểm này ở cấp độ số 21 nhé, với cái điểm này mình hàn với thông số 60, bấm well, tự động nó chập vào nhau ngay. Nên là nếu chúng ta quét cả như này này, chúng ta sẽ nhập thông số nhỏ thôi, 5 hoặc 10 gì đó, bấm well để kiểm tra đối tượng nó dính với nhau chưa và cầm lại bàn kéo này. Nhớ là kích chuột nhá, đừng quét chuột. Quét chuột mình sẽ chọn được hai đối tượng, hai điểm, nhưng mà kích chuột chỉ sẽ được một đối tượng thôi thì biết là nó hàn hay không. Thì chúng ta sẽ dùng một lệnh tiếp theo, đó là lệnh outline, là tạo những cái đường thẳng song song với nhau. Thay vì chúng ta sẽ vẽ những cái đường tròn tiếp theo, là ví dụ chúng ta có thể là cần chuột V đúng không ạ, là copy một đối tượng, sau đó chúng ta sẽ nhập khoảng cách thông số này nhỏ hơn, nhà đang là 99 chúng ta để 80 chẳng hạn, thì chúng ta cũng tạo được một đường thẳng song song đúng không ạ. Thì ở đây có một cái lệnh tiếp theo, đó là mình không dùng kiểu này mà sẽ dùng cái lệnh, chúng ta đầu tiên phải cần vào đối tượng sang FPLine trước, sau đó vào cấp độ số 3, chọn đoạn thẳng, chọn đường thẳng. Tiếp theo là một cái lệnh, đó là lệnh outline. Outline thì chúng ta làm tự do được, mà nhập khoảng cách cũng được, chúng ta sẽ làm tự do. Chúng ta sẽ có một đường thẳng song song hoặc nhiều đường thẳng song song theo ý chúng ta, được chưa? Nếu chúng ta biết khoảng cách thì chúng ta nhập khoảng cách ở đây, ví dụ như là 10 chẳng hạn, trừ 10 hay là gì đó, chúng ta sẽ nhập vào đây. Việc thôi, mình chỉ cho bạn cách thức làm việc, còn ứng dụng như nào thì do các bạn kết hợp thông minh vào tư duy một chút. Chúng ta sẽ thực hành lệnh X. Chúng ta học lệnh connect. Connect nó sẽ kết nối hai cái điểm đầu cuối này thôi nha, nó không kết nối cái điểm ở giữa này và cái điểm này được đâu, mà chỉ kết nối được điểm đầu điểm cuối. Connect này, mình kích điểm này, giữ đi chuột, có đường đứt xuất hiện đấy, mình có thể connect với cái đường đây được, nhưng không connect với đường đây được. Mà thấy là đây là nó xuất hiện một cái biểu tượng đen đen đúng không, nhưng ở đây thì nó không xuất hiện, đây thì nó xuất hiện, đây nó xuất hiện, đó là kết nối những điểm đầu điểm cuối với nhau, nó tự động nó hàn lại đấy. Hai cái điểm này thì không kết nối được với nhau nữa. Chúng ta có lệnh connect là kết nối hai cái đường thẳng. Với nhau. Và chúng ta muốn biết một cái đối tượng này này, nó có được khép kín hay không ấy. Chúng ta sẽ không biết được là đối tượng này hiện tại nó có khép kín hay không đúng không ạ. Sẽ có một chức năng để biết chúng ta sẽ khép kín được đối tượng này hay không. Ví dụ, mình cố ý mình break cái đối tượng này ra. Chúng ta có thể chức năng nhé, break với full ấy, với well ấy, thì chúng ta có thể dùng ở cái bảng này, mình hay dùng ở cái bảng này, thay vì đi tìm thì chúng ta sẽ làm quen với chức năng ở đây. Break, well và full. Break là bẻ, full là đưa liền lại, còn well là hàn lại. Full là đưa gần tới và well là hàn lại. Thì hai đối tượng này nếu bình thường, mắt thường thì chúng ta không biết được là nó có hở hay không, trừ khi mình dùng lệnh ít chút thì chúng ta mới phát hiện ra được nó bị hở. Nhưng nếu ở trong trường hợp chúng ta không dùng cái lệnh gì, chúng ta làm cái cách gì để kiểm tra được là nó có hở hay không,
thì chúng ta vào cấp độ số 1 này, ở bên dưới có chức năng là display, thì chúng ta bật chức năng serve và text number, thì đây nó sẽ có nổi lên là nếu đúng ở đối tượng nó liền. Đây, mình attach đối tượng này lại để biết rõ hơn. Nếu đối tượng liền thì nó sẽ xuất hiện là từ 1 và cái điểm cạnh số 1 nó sẽ là điểm cuối cùng. Còn đối tượng mà nó đang bị tách ra thì bạn thấy là nó là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, xong lại số 2. Thì chứng tỏ cái đoạn này nó đang bị rời. Đây là cách kiểm tra. Đó. Ví dụ mình hàn cái điểm này lại. Bấm well. Thì nó sẽ báo là từ 1. 1 thì nó tùy từng trường hợp nhé. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng đây vẫn là 11. Nhưng nó vẫn hở đấy. Đúng không ạ? Nếu mà bạn để kỹ ra thì nó sẽ phải khác. Và chúng ta nếu chọn well lại thì nó chỉ xuất hiện có 10 điểm thôi. Nên là thường thường zoom kỹ lên ở trong trường hợp Z này thì nó sẽ có hai cái điểm trùng trùng nhau mà mình không, hơi khó đúng không? Mình sẽ xóa đi một điểm, well vào trước đi cả, xóa đi để nó ra cái con số khác. Mình break rồi. Thì đây này, nếu bạn nhìn kỹ thì số 1 và số 9 nó đang trùng nhau này. Nó mắt thường thì đôi khi những người kém kém thì không nhìn thấy, nhưng bạn để kỹ là thường thường là nó như này, là nó đang dính nhau. Đó, thì chúng ta sẽ biết mắt thường sẽ kiểm tra được rằng nó đang bị hở, cho nó phải well lại. Thì bây giờ nó sẽ báo số 1 và điểm cuối là số 8. Giờ mình sẽ tạo một cái đường line bằng lệnh grid line cũng được. Bạn thấy cái điểm vàng nó xuất hiện đúng không ạ? Chúng ta có thể rời cái điểm vàng này được. Cái điểm vàng này nó sẽ báo cho chúng ta biết là cái điểm đầu tiên. Chúng ta muốn cái điểm số 7 này này là cái điểm đầu tiên, thì chúng ta chuột phải có chức năng là reverse. Đây make first, thì nó sẽ đổi cái điểm này thành điểm đầu tiên. Cái điểm đầu tiên là điểm kích chuột đầu tiên nha các bạn nhé. Một đường line này chúng ta kích chuột này, đường này sẽ là điểm đầu tiên. Chúng ta vào cấp độ số 1, chúng ta có thể đổi cái điểm này thành điểm đầu tiên. Rồi chúng ta bật điểm sâu lên thì nó sẽ sâu lên. Lúc đầu kích điểm này đúng không? Thử xem cho điểm này điểm đầu tiên được không? Điểm đầu tiên nó chỉ nằm ở đầu thôi chứ nó không cho nằm ở giữa đâu. Chúng ta muốn thêm điểm thì có chức năng là refine thêm điểm, thêm một hoặc nhiều điểm. Chúng ta sẽ đưa hai cái điểm này này, chúng ta dùng chức năng full, sau đó chúng ta bấm chức năng well. Cần dấu Z mình không cần well cũng được, bấm break lại. Ở đây chúng ta có chức năng sâu này thì nhìn nó hơi rối rắm đúng không? Có chức năng ở đây này, Select Only, có nghĩa là chọn cái điểm nào thì nó sâu cái điểm đó. Chức năng này cũng khá hay, thì nhìn nó đỡ bị rối. Chúng ta có thể chọn chức năng Show Only này cũng được. Bạn để kỹ, không nhất thiết chúng ta phải zoom để nhìn gần đâu. Bạn nhìn kỹ đây này, hai của Text Select, hai điểm đang được chọn, một Select. Đấy, hai của Text thì chúng ta nào sai rồi, well rồi. Thực ra bạn không cần chọn hai cái điểm này cũng được, nó vẫn báo một của Text này, break ra này, hai vertex này, ba vertex này, nhiều vertex đang được chọn, thì không cần mở cái bảng này đi đâu, nhìn đây là biết rồi. Thường thường mình cứ bấm full xong nào bấm well. Chúng ta muốn xóa điểm, một điểm hoặc nhiều điểm, chúng ta bấm phím delete.
Tiếp theo chúng ta có chức năng Insert. Insert này nó cũng thêm điểm, nhưng mà nó dạng mình hiểu nôm na là thêm đoạn thẳng thì đúng hơn. Kích vào đây này, mình sẽ thêm điểm. Thêm điểm. Thực ra cái chức năng này nó là thêm đoạn thẳng thì đúng hơn. Insert.